Hết Tết nhưng Shopee.com vẫn còn Tết anh em ơi. Nếu anh em đang có nhu cầu mua ngọc X7 đủ 10 server, mua vàng X cao nhất thị trường và có rất là nhiều dịch vụ. Ngoài ra đang có chương trình mua nick được khuyến mại thêm vàng này. Đó, rất là nhiều nick luôn. Đặc biệt hơn có cả bán nick Free Fire này, bán nick Đương Quân. Ngoài ra có thêm khu vực mua sắm chỉ từ là 1k thôi anh em ơi. Anh là chúng ta lên cái fanpage của Game Giống Online và mình sẽ cho anh em xem nha. Thì như trên màn hình của anh em, đây là cái fanpage của Game Giống Online và anh em có thể nhìn hình ảnh của ba hành tinh nha. Mình không dám chắc là đây là chắc đây là trái đất này. Đây là Namek và đây là Saiya. Đây mình sẽ cái ảnh cho to. Đâu rồi? Ở đây. Mình sẽ phóng to cái hình ảnh này lên. Đây. Đây chắc là trái đất này, đây là Namek và đây là Saiya đúng không? Đây là bông tai cấp 2. Đấy, thì AD có ghi rất là nhiều thông tin về cái bông tai cấp 2 này rồi. Nói chung là mình cũng đọc qua rồi và mình nói chung là dạo này mình cũng học mấy cái liên quan đến X-Mai, cho nên là hôm nay mình gọi là thay vì cái AD nó ghi một cái dòng dài như này nó không được tổng quan cho lắm thì mình đã làm ra một cái X-Mai và mình sẽ cùng anh em phân tích và cũng như là đi trải nghiệm game luôn để nó ok nhá. Và nếu anh em thích cái cách mà mình trình bày như này thì anh em có thể comment lại để ví dụ như AD mà có những cái gì mới á, thì mình sẽ cùng anh em phân tích bằng cái này cho nó hay. Rồi, và trên màn hình của anh em đây là cái màn hình của X-Mai. Thì chắc anh em nào học thì các anh em cũng biết đến cái này rồi. Đây, mình sẽ cùng anh em phân tích nha. Đây là cái X-Mai này. Về đầu tiên là về bung tay cấp 2, mình sẽ cho là về cái chính. Và chúng ta sẽ có những cái sau. Đầu tiên, để mà nâng cấp được cái bông tai cấp 2 thì chúng ta sẽ cần những cái gì? Đầu tiên là điều kiện cần nha. Thì chúng ta sẽ cần là một là bông tai Purata cấp 1. Nó chính là cái bông tai này nha mọi người. Đây này. Đó. Và tiếp theo là chúng ta sẽ cần x9999 cái mảnh vỡ bông tai. Thật sự là mình nhìn xong cái này mình thấy là nó rất là nhiều đấy anh em ạ. 9999 không phải ngày 1 ngày 2 mà có đâu. Đó. Và để mà có được cái 9900 mảnh vỡ bông tai này thì chúng ta phải làm thế nào? Thì cách kiếm cái mảnh vỡ bông tai này thì chúng ta sẽ có hai cách. Một là chúng ta sẽ đánh quái mỗi ngày, chúng ta sẽ nhặt được 9000, chúng ta sẽ nhặt tối đa được 9. Nếu các anh em chưa biết săn quà và cũng như là chơi random ở đâu uy tín chất lượng thì các anh em có thể truy cập vào ngay sukiengocrong.com. Trên shop của mình hiện tại đang có cực kỳ là nhiều random và cũng như là vòng quay mới lạ cho anh em tham gia nha. Ngoài ra shop thì đang có bán vàng bán ngọc là X7 và đủ 10 server. Đặc biệt hơn cho anh em là có cực kỳ là nhiều random và cũng như là những phần quà cực kỳ là hấp dẫn nha. Dưới thì có đồ top cần cho anh em 19 mảnh vỡ bông tai nha anh em. Và tiếp tục thì shop sẽ bán là hỗ trợ cho anh em thêm là X99 nữa. Tức là chúng ta sẽ được một ngày sẽ được là x198 mảnh vỡ bông tai. Đây, mình sẽ tiến hành cùng anh em là qua bên Santa, chúng ta xem thử xem cái mảnh vỡ bông tai nó hình dáng như thế nào nha. Đặc biệt đây rồi, đây là cái mảnh vỡ bông tai nha anh em và nó có số lượng là 10. Và chắc chắn rồi, mình sẽ tiến hành là mua mảnh vỡ bông tai này cho anh em. Mảnh vỡ bông tai mình sẽ mua ở đây. Mảnh vỡ bông tai này số lượng 10 thì mình sẽ mua ở đây là 9 lần đi. Ok. Đây, hiện tại số lượng thì nó đang cộng lên này. Ok, mình thử mua thêm phát nữa xem có được không nhá. Đâu nhỉ, cửa hàng. Mua thêm phát nữa nào. 100. Vậy là mình không mua được cái mảnh vỡ bông tai quá gọi là 100 lần một ngày nha mọi người. Ok. Đấy. Và hiện tại mình đã mua cho anh em xem rồi. Và tiếp tục. Để mà đánh quái á, thì chắc chắn rồi mảnh vỡ bông tai này á, thì nó chắc chắn là sẽ không phải là một cái quái thường đâu, mà nó sẽ là một cái con quái khá là mới đấy. Và địa điểm để anh em có thể là kiếm được cái mảnh vỡ bông tai này thì chúng ta sẽ phải đến là đâu? Chúng ta sẽ đến gọi là địa điểm kiếm này, NPC đầu bồ mảnh vỡ bông tai. Thì chúng ta sẽ đến gọi là rơi tại Tây và Đông Thánh Điện. Đấy, NPC đầu bồ ở đâu thì chắc là nhiều anh em chưa biết. NPC đầu bồ thì anh em chỉ việc đến bất kỳ
không, anh em cứ đến đảo qua miệng cũng được. Đó, anh em bấm vào bông tai, à anh em bấm về cái băng hội, anh em bấm về khu vực băng hội. Đây, đây là khu vực băng hội và anh em chạy xuống phía dưới này. Chạy xuống phía dưới đâu nhỉ? Đâu ta? Như đằng dưới này này. Đợt mình xuống rồi mà. Đây này. Đây, lợp Gildu đầu à? Đây. Ok chưa anh em? Đấy, xíu nữa mình sẽ vào cái phiên bản của mình đi, cái phiên bản nó đẹp đẹp một chút để mình chọn quay cho anh em xem. Đây anh em đợi xíu mình vào luôn. Ok, mình đang vào một cái phiên bản khá đẹp đây rồi. Và bây giờ mình sẽ tiến hành Gildu đầu bò nhá. Ok, mình hiện tại đang di chuyển đến một cái map. Map này nó gọi là một cái map khá là đẹp. Và khu thì khá là đông. Quái mình xem nó có yếu không nhá mọi người. Đây, mảnh vỡ bông tai đã thấy xuất hiện rồi. Và quái tận 5 triệu HP. Wow. Hết sức tưởng tượng luôn. Và khu thì mình xem khu có đông nhá. Wow, tại khu thì không đông lắm. Và mảnh vỡ bông tai chúng ta sẽ tây và đông. Tại mình đang ở phía tây rồi. Phía đông đâu ta? Để mình xem thử phía đông nhá. Ôi, cái map nhìn nó... Map này thì gộp giữa cái map núi cây quỷ lại đúng không? Rơi ra xanh mẹ là mình trâu thế. Ok. Map đông đâu? À đây, đông đây. Map đông thì quái xem nó mạnh hơn không? Ui, quái mạnh hơn. Và chắc chắn rồi. Mạnh hơn thì chắc chắn là ít anh em úp rồi. Ok. Đây là map đông nhá mọi người. Đấy, Bắc và Nam đâu? Bắc và Nam xíu mình cho anh em xem nhá. Trong thời gian này mình sẽ thử up cho anh em một tí xem nó thế nào. Cởi giáp ra. Ok, được chưa ta? Game mình như nó hơi một chút lag nha anh em. Anh em nào mà yếu quá thì anh em có thể dùng cái bình chứa này nhá. Đấy, bình chứa này để anh em có thể là săn cho nó ok hơn. Ok. Rồi, mình nghĩ là cái nick của mình nó ok rồi này. Ok. Rồi. Tiếp tục nha anh em. Đấy. Vậy là chúng ta đã biết được cách mà chúng ta có thể nâng cấp được cái gọi là cái bông tai cấp 2 rồi. Và để mà nâng cấp, chúng ta cần phải biết là địa điểm nâng cấp nữa đúng không? Địa điểm nâng cấp thì nó chắc chắn rồi. Bà Hatbit là một nơi không chúng ta không thể thiếu được. Đấy, đây là bà Hatbit nha. Và phí nâng cấp thì chúng ta sẽ mất hai loại phí, một là 5 triệu vàng, thứ hai là 20 ngọc. Đấy, anh em cần chuẩn bị cho mình tối thiểu là như vậy nha. Và tỷ lệ thì sao? Tỷ lệ thì nâng cấp thành công là 50% thôi anh em ạ. Như đánh tài xỉu. Đấy, nhưng mà mình nghĩ là nó xịt sẽ là cao hơn. Hoặc là AD muốn dụ người chơi thì có thể là win hay hơn. Đấy, ok chưa? Đấy, sau khi mà anh em gọi là nâng cấp được bông tai cấp 2 rồi thì nó mới chỉ là bông tai cấp 2 thôi, nó chưa có một cái gì cả. À, không phải, khi mà có bông tai cấp 2 thì chúng ta đã có một cái hình dạng khác rồi nha. Đấy, nó sẽ có một cái hình dạng khác rồi. Và tiếp tục, để mà anh em có thêm được những cái option, để có thêm được những cái option cho cái bông tai cấp 2 á, thì chúng ta sẽ phải đến, anh em nhìn mục bên tay trái á. Ok chưa? Đây. Đây, ok. Và cái option thì nó cũng có tỷ lệ là 50%. Ôi dồi ôi chưa? Đấy. Và để mà anh em có thể mở được thêm cái option này thì chúng ta lại phải đến bà Hatbit. Đấy. Và tiếp tục chúng ta sẽ lại có điều kiện cần để chúng ta có thể là đập nâng cấp cái này. Thì cái này nó dễ thở hơn một chút. Đấy. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ cần, điều kiện cần là chúng ta sẽ phải cần một bông tai cấp 2. Thứ hai là chúng ta sẽ cần thêm gọi là 99 mảnh hồn bông tai. Và cái 99 mảnh hồn bông tai này, nếu hiện tại, thời điểm hiện tại, anh em nào mà có những nick VIP mà muốn kiếm thêm thu nhập thì mình khuyên anh em lên dùng những nick VIP đấy, chuẩn bị đồ các thứ để anh em tiến hành
anh em đi úp mảnh hột bông tai này để sắp tới, đúng không ạ? Sắp tới sẽ có một lượng người chịu chơi sẽ mua những cái mảnh hột bông tai này. Hiện tại giá chưa có giá, cho nên là anh em nào mà muốn bán cái mảnh hột bông tai này thì anh em lên cân nhắc để anh em có thể kiếm một số vốn khá khá đấy. Sắp tới rất là nhiều dân chơi muốn sở hữu những cái option ngon. Và cái mảnh hột bông tai là một ngày. À, anh em có thể dùng cái hiện tại nhá. AD chưa cho cái mức, gọi là hiện tại AD vẫn chưa cho những cái nick là bao nhiêu sức mạnh. Ờ, hiện tại bây giờ là AD chưa, mình không biết là bao nhiêu sức mạnh là mua được cái mảnh hồn bông tai này. Đấy, cho nên là xíu lúc mình test cho anh em. Thì anh em có thể sử dụng những cái nick zin để anh em mua mảnh hồn bông tai này, anh em bán cho những người khác. Chắc chắn anh em mua trước thì sẽ không bị fix nha. Mình cam kết với anh em luôn. Đấy, thì anh em có thể dùng cái mảnh hồn bông tai này để anh em đi bán và được một lượng khá là ok đấy. Được chưa? Tiếp tục, chúng ta sẽ cần thêm một đá xanh nam. Và cái đá này thì vừa nãy mình ở trên bò, vừa nãy mình thấy ở bên Sata bán 150 ngọc một viên. Nếu anh em muốn 99 viên thì anh em lấy 150 nhân với 99, 14.000 ngọc đấy, nhiều đấy. Cho nên là anh em có thể đi gọi là mua. Đấy, anh em có thể cái này là bắt buộc phải mua nha anh em, chứ không kiếm được. Đó. Tiếp tục. Phí, chúng ta sẽ đến phí. Phí mở option thì chúng ta sẽ mất là 250 ngọc nha anh em. Tất cả option là ra ngẫu nhiên và nó sẽ có giá là 250 ngọc. Và trung bình nếu mà anh em may mắn 100%, các option 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, có 10 cái option này thì anh em sẽ lấy 250 nhân với 10. Thì chắc chắn là anh em may mắn 100% thì anh em đã mất là 2.500 ngọc rồi. Và mình không biết là cái option bông tai này thì nó gọi là cái bông tai cấp 2 này á. Nó, mình không biết là nó có gọi là thế nào ta. Nó gọi là một bông tai thì nó sẽ có một option thôi hay là nó có thể là tụ họp hết option thì AD không nói. Thì chắc chắn là sắp tới mình sẽ nghiên cứu và cùng anh em trải nghiệm. Đấy. Và để kiếm được cái mảnh hồn bông tai này thì nó cũng giống như cái mảnh vỡ ông tai thôi. Thì anh em sẽ đến một cái map chính là đây, tại Bắc và Nam Thánh Địa nha anh em. Thì vừa nãy mình có qua bên Tây và Đông rồi. Thì bây giờ anh em mình sẽ qua phía Bắc nha. Bắc và Nam. Cái map đêm Bắc này. Bắc thì nó lại là một bên gọi là câu L. Map này thì nó lại một cái map lạnh giá. Đối với những các bạn yếu như thế này, đánh mãi không được một quái, 12 triệu máu. Không biết AD nghĩ gì đây. Nhưng mà mình nghĩ là AD ra một cái này trong thời điểm hiện tại thì nó sẽ giúp người chơi, những cái người chơi cũ, người chơi sẽ mắc rồi không biết làm cái gì, thì người chơi sẽ tập trung vào úp cái mảnh vỡ này. Đấy. Và úp cái mảnh vỡ này thì chúng ta sẽ phải cần, chắc chắn rồi anh em chú ý là 9.900 mảnh vỡ mà một ngày chúng ta chỉ được 198 thôi, nó không giống như úp bí kiếp nha. Thì tức là để anh em có được 1.000 cái này thì chúng ta để 1.000 cái này, chúng ta chia ra 198 thì chúng ta cũng phải mất là 5 ngày rồi. Được chưa? 5 ngày. 5 ngày thì chúng ta sẽ nhân cho 5 ngày chúng ta sẽ nhân cho 10. Chúng ta phải mất khoảng gần 2 tháng mới kiếm được cái mảnh vỡ bông tai này nha. Hơi khoai đấy, cho nên là trong thời điểm hiện tại thì AD ra cái này thì mình nghĩ là nó khá là hay. Đấy, không biết là cái cách tính của mình nó có đúng không thì anh em phải comment phía dưới. Đây, đây là Nam Thánh Địa và boss thì mẹ 20 triệu. Chắc tầm mười mấy triệu máu là ok rồi. Để mình đây. Vừa nãy mình có ăn option và mình mua nhiều thứ lắm. Đấy, ok. Map nhìn khá là đẹp nha. Map này để mình xem úp đệ nó có lên tiềm năng ok không nhá. Cho đệ tử ra nào. Map này cho úp đệ được không ta? Đệ ơi. Đây. Ui dồi ôi. Ui quái cắn đau lắm. Ui phát chết đệ luôn anh em ạ. Và vừa nãy thì anh em mình có ngồi nói chuyện với nhau thì mình cũng úp được thêm 5 cái mảnh vỡ. Thì mình thấy là cái quái ở bên này á thì nó cũng tỷ lệ rơi mảnh vỡ khá là cao. Thì một ngày anh em bỏ qua 2 tiếng đánh úp mảnh, anh em úp mảnh vỡ bông tai này thì nó cũng khá là được. Cũng khá là ok nha anh em.
Đấy. Ok. Rồi. Và bây giờ mình sẽ tiến hành là qua bên đảo Kame nhá. Và chốt lại cho anh em ngày hôm nay là từ giờ cho đến tháng 6, tháng 7 gì đó thì may ra mới có những người sở hữu bông tai cấp 2 đầu tiên nha anh em. Hoặc là admin, đại bây giờ là đầu tiên. Trước mắt bây giờ thì chưa có ai sở hữu luôn nha anh em. Được chưa? Và anh em để mà anh em nâng cấp được thì mình đã thông báo cho anh em rồi. Đấy, anh em cần bông tai cấp 1 này, mảnh vỡ này, các thứ mình đã nói hết cho anh em rồi. Thì anh em nào mà xem đến clip này thì anh em thấy mình cách mà mình phân tích nó hay thì anh em phải comment phía dưới nha anh em. Đây là cái chiến lược mà mình thường mình làm để mình có thể ra được những chiến lược hay. Đây, đây là option các thứ của admin nhá. Đấy, cảm ơn anh em đã dành thời gian xem clip nha. Ai, để mình qua đây mình bấm thử bài admin này. Đấy. Đâu nhỉ? Cái nâng cấp cấp 2 đâu ta? Ơ. Đâu nhỉ? Bát mít đây mà. Bát mít hình như là bát mít ở bên này cơ. Ở siêu thị à? Đây, bát mít ở siêu thị nhá mọi người nhá. Đây. Ok, cảm ơn mọi người đã xem clip. Bye mọi người.